Pha bóng đậm chất kỹ thuật của Cristiano Ronaldo là tuyệt kỹ nhưng có thể đấy là nguồn của cơn thịnh nộ khiến Bồ Đào Nha nhận cơn chút giận của đội tuyển Đức. Sau pha mở tỷ số cho đội tuyển Bồ Đào Nha đầu trận, siêu sao Ronaldo đã khiến khán giả khắp thế giới mắt tròn mắt dẹt khi thực hiện trình diễn kỹ năng múa bóng loại bỏ Rudiger rồi gầy bóng cho đồng đội cực kỳ mãn nhãn. Thế nhưng chính thái độ có phần ngạo mạn của CR7 có thể đã khiến đội nhà đương kim vô địch Euro phải tiếp nhận liên tiếp 4 bàn thua chỉ trong vòng 25 phút, trong đó có 2 bàn phản lưới nhà của Ruben Dias và Guerrero. Và trước khi bước vào video, hãy nhấn vào link đăng ký kênh thứ 2 của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Nền bóng đá Bồ Đào Nha đã từng sản sinh ra rất nhiều siêu sao hàng đầu như Eusebio hay thế hệ của Figo, Rico Costa. Tuy nhiên đến thời điểm này sẽ không có gì phải bàn cãi khi nói rằng Ronaldo mới là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá nước này. Và để vinh danh những cống hiến của CR7, hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại những khoảnh khắc đáng nhớ của anh cùng với đội tuyển quốc gia nhé! Cú poker đầu tiên cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Bắt đầu thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2003 và rất nhiều lần được cú đúp hay hat-trick bàn thắng. Tuy nhiên phải đến năm 2016, CR7 mới có lần đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu cho đội tuyển quốc gia. Trước một đội bóng yếu hơn rất nhiều là Andorra, cựu ngôi sao Real Madrid đã không phụ lòng người hâm mộ khi sớm đưa Selecao châu Âu vươn lên dẫn 2-0 ngay từ phút thứ tư. Sang hiệp 2, tiếp tục dấu ấn của Ronaldo khi chọn vị trí rất hay để tiếp tục phá lưới đối thủ thêm 2 lần nữa và hoàn tất cú poker để đời của mình. Hat-trick tại bán kết UEFA Nation League. Năm 2018, UEFA Nation League lần đầu tiên được tổ chức và Bồ Đào Nha chính là đội tuyển đầu tiên có vinh dự đăng quang tại giải đấu này. Dù không thể góp mặt ở giai đoạn vòng bảng, thế nhưng Ronaldo lại gây ấn tượng mạnh ở trận bán kết khi ghi một cú hat-trick vào lưới Thụy Sĩ. Đầu tiên phải kể đến cú sút phạt thần sầu vào lưới Jan Sommer để mở tỷ số trận đấu. Phút 88, khi tỷ số đang là một đều, lại là CR7 tỏa sáng với một cú đúp trong vòng chưa đầy 3 phút để kết liễu đối thủ và đưa Bồ Đào Nha vào chơi trận chung kết. Phá kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất các vòng chung kết Euro. Kỳ Euro 2020 có thể coi là thời điểm lịch sử với Ronaldo khi anh đứng trước cơ hội xô đổ các kỷ lục cũ. Không chỉ trở thành cầu thủ đầu tiên tham dự 5 vòng chung kết Euro liên tiếp, Ronaldo đã có cho mình 9 bàn thắng bằng với huyền thoại Michel Platini, người đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất các kỳ Euro. Và với cú đúp trong trận mở màn gặp Hungary, CR7 đã phá sâu kỷ lục này với 11 bàn thắng và trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Euro. Hat-trick đầu tiên cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Không chỉ một mình gồng gánh cả đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2014, Ronaldo còn thiết lập cột mốc lịch sử khi có cú hat-trick đầu tiên cho đội tuyển quốc gia. Mặc dù bị Bắc Ireland dẫn trước, thế nhưng màn tỏa sáng với 3 bàn thắng của CR7 đã giúp Bồ Đào Nha lội ngược dòng với tỷ số 4-2.
Nổi bật trong cú hat-trick này chính là hai pha bật cao đánh đầu ghi bàn vô cùng mãn nhãn chỉ trong vòng 9 phút đồng hồ. World Cup 2018 có thể coi là ngày hội bóng đá thế giới cuối cùng được chứng kiến CR7 đang ở đỉnh cao phong độ. Và một lần nữa, siêu sao 36 tuổi không làm ai phải thất vọng khi lập hat-trick vào lưới nhà đương kim vô địch khi đó là đội tuyển Tây Ban Nha. Mở tỷ số bằng pha đá penalty chuẩn xác, Ronaldo tiếp tục hạ gục De Gea từ cú sút xa đầy uy lực. Phút cuối cùng của trận đấu với siêu phẩm sút phạt đẹp mắt, cựu sao MU hoàn tất cú hat-trick và giữ lại một điểm quý giá cho Bồ Đào Nha. Hat-trick vào lưới Thụy Điển không phải là một trận đấu ở vòng chung kết Euro hay World Cup, thế nhưng đây mới được coi là màn trình diễn ấn tượng nhất của Ronaldo trong màu áo của đội tuyển. Mặc dù để cho Thụy Điển dẫn trước nhờ cú đúp của Ibrahimovic, thế nhưng CR7 mới là người xuất sắc hơn cả với 3 bàn thắng để đưa Bồ Đào Nha giành vé cuối cùng dự World Cup 2014. Cả 3 bàn thắng đều là những nỗ lực cá nhân không biết mệt mỏi của Ronaldo khi một mình anh đi bóng, vượt qua đối phương rồi tự mình dứt điểm. Phẩm không tưởng vào lưới Triều Tiên. Chiến thắng 7-0 trước Triều Tiên ở vòng bảng World Cup 2010 cũng chính là thắng lợi có cách biệt lớn nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha ở giải đấu này. Trong đó CR7 dù thi đấu không quá hay nhưng cũng có được một siêu phẩm rất độc đáo. Đối mặt với thủ môn, Ronaldo thực hiện cú chích mũi giày và vô tình có pha khống chế bóng bằng lưng cực kỳ đẳng cấp. Sau đó chân sút sinh năm 1985 dễ dàng có được bàn thắng khi khung thành đang rộng mở trước mắt. Màn trình diễn ấn tượng nhất ở Euro 2012, đối mặt với một đội tuyển Hà Lan rất mạnh ở vòng đấu cuối cùng tại bảng B Euro 2020. Thế nhưng Bồ Đào Nha mới là đội giành chiến thắng chung cuộc. Trong đó, màn trình diễn cực kỳ ấn tượng của Ronaldo đã làm lu mờ những ngôi sao hàng đầu bên phía đối phương như Percy, Robben hay Schneider. Không chỉ là người ghi cả hai bàn thắng cho Bồ Đào Nha, xuyên suốt 90 phút, Ronaldo đã rất nhiều lần tạo ra những cơ hội ngon ăn cũng như hành hạ hàng thủ Hà Lan bằng những pha độc diễn của mình. Danh hiệu lớn đầu tiên cùng Bồ Đào Nha, gồng gánh cả đội tuyển Bồ Đào Nha tới trận chung kết Euro 2016. Thế nhưng Cristiano Ronaldo sớm phải rời sân vì một chấn thương sau pha va chạm với Bayer. Tuy nhiên trên sân thì những đồng đội của anh đã làm rất tốt những công việc còn lại, kiên cường chống đỡ những pha tấn công của đội tuyển Pháp. Bồ Đào Nha bất ngờ có bàn thắng của Eder ở phút 109.
Pha lập công duy nhất này cũng giúp Ronaldo và Bồ Đào Nha có danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử. Cho tới kỳ Euro 2020 năm nay, Ronaldo vẫn đang tiếp tục tỏa sáng và trở thành trụ cột không thể thiếu của đội tuyển Bồ Đào Nha. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại!